Xin chào quý vị khán giả của Nửa Vòng Trái Đất TV. Ngày hôm nay chúng tôi có một cái cuộc viếng thăm một, có thể nói rằng là một cái viện bảo tàng nổi tiếng của nước Mỹ. Và cái viện bảo tàng này nó được nằm ở ngoài trời, nó được gọi là USS Midway. Đó là một cái bảo tàng mà có một cái hàng không mẫu hạm. Và cái điều đặc biệt là cái hàng không mẫu hạm này nó lại được gắn liền với đất nước Việt Nam và Hoa Kỳ, liên quan đến cái cuộc chiến Việt Nam. Nếu mà cho rằng Derek là thổ địa của San Diego thì anh Peter Nguyễn đây là thầy của thổ địa. Vì vậy ngày hôm nay chúng tôi mới mời anh Peter Nguyễn tham gia với chúng tôi cùng cái hành trình ngày hôm nay để đi tham quan và quay những cái thước phim phóng sự này. Vâng, thưa anh Peter Nguyễn, anh có thể cho biết là anh có thể cho biết cái lịch sử của cái viện bảo tàng USS Midway này không thưa anh? Thưa anh, hàng không mẫu hạm tàu sân bay Midway lần cuối cùng sau khi phục vụ ở chiến tranh Iraq năm 1991 thì họ cho ra quân về hưu, cho ra quân cái hàng không mẫu hạm này tại San Diego. Thì thưa anh, thưa quý vị và các bạn, tôi được may làm việc ở cách đây khoảng chừng 300 mét, thì tôi có theo dõi viện bảo tàng cho du khách đến kể từ năm 2005, lúc đó là bắt đầu. Anh có biết là thống kê khoảng chừng một năm khoảng chừng bao nhiêu du khách ghé đến đây không thế? Năm đó 2005 họ dự liệu là du khách sẽ đến đây khoảng chừng một năm 440.000 người. Nhưng đến ngày năm ngoái 2017, số lượng du khách hàng năm đến đây là đã trên 1 triệu người. Đây là một cái trung tâm rất lớn để cho tất cả những người nào du khách họ đến đây. Anh có thể cho biết là vì sao mà họ lại sơn 8 cái hình máy bay nhỏ màu đỏ trên cái hàng không mẫu hạm này không thưa anh? Thưa anh, đó là cái chiến công của cái con tàu này kể từ khi nó được hạ thủy cho đến ngày năm 1945, cho đến khi nó bị hưu năm 1992. Trong cuộc đời chinh chiến của hàng không mẫu hạm Midway, cô ấy đã tham chiến nhiều trận địa, từ Triều Tiên, Việt Nam, và trận chiến cuối cùng của tham chiến là năm 1991 ở mặt trận Trung Đông. 8 chiếc máy bay này là thành quả, kết quả của những cuộc không chiến, những cuộc thả bom không chiến trên vùng trời Bắc Việt, miền Bắc kể từ năm 1964 đến năm 1973. Như vậy có nghĩa là cả một cuộc đời của cái chiếc này, họ đã tạo dựng chiến công cho họ. Và cũng cùng như vậy, trên đường băng này, chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt năm 30 tháng 4 năm 1975. Như vậy có thể nói rằng là những cái hình mà máy bay màu đỏ đó được thể hiện là đây là một cái chiến tích mà cái hàng không mẫu hạm này đã lập nên, đúng không thưa anh? Dạ vâng. Hangar mà ở ngoài hầm chứa máy bay. Ok.
Bây giờ chúng tôi đang đứng ở ngay tại cái hangar của cái hàng không mũi hạm này. Có phải là cái hangar này nó sẽ là kéo dài luôn cái chiều dài của cái hàng không mũi hạm không thưa anh? Chứ anh phải ạ. Đây là cái nơi cái hầm chứa máy bay. Thì máy bay sau đó sẽ chuyển ra cái hai cái thang máy ở đây. Được rồi. Mang lên đó. Trước mặt anh bên tay phải của chúng mình là cái máy bay AL-19 của ông Thiếu tá Bứng. Lái trên đó có ông ấy và vợ hai đứa con để đáp xuống trên sân tàu. Đó là cái máy bay lịch sử mà làm những cái thước phim để lại là sẽ kéo dài đến thời gian mãi mãi cho đến sau này. Yes. Thì điều đặc biệt đó là cái máy bay này thì nó không có được thiết kế để đáp xuống sân trên tàu sân bay. Dĩ nhiên là lúc đó cũng cuống máy bay thì nhỏ thì cũng giỏi. Bây giờ là chúng ta sẽ đến gần cái máy bay đó để cho quý vị xem. Chắc chắn là những người mà ở những nước khác chưa có dịp đến San Diego sẽ rất thích khi mà thấy cái hình ảnh. Thì năm 2015 họ có một tổ chức một buổi tiệc, buổi lễ để vinh danh cái chuyện cái kỷ niệm 40 năm cái ngày cái máy bay này nó đáp xuống đây. Đấy, tất cả mọi thứ còn nguyên vẹn, không có gì thay đổi cả. Thưa anh. Đây là cái mà họ viết lại về cái lịch sử của cái máy bay này. Ông nói là hạm trưởng Larry Chambers, hạm trưởng của cái tàu mà không muốn hạm lúc đó. Cái này là cái vòng tròn mà cao su cho cái ống đẩy mà nó, khi mà nó đẩy máy bay đi nồi hơi, đây là cái vòng của cái nồi hơi. Như chiếc máy này thì cái quạt này thì đều có xuất hiện trên chiến trường Việt Nam. Tôi còn nhớ mãi tiếng động cơ của nó. Đây là tiếng máy bay thủy lôi. Chiến công của phi đội VF-21 này đã làm được freelancer, đã làm được ở trên bầu trời Hà Nội. Như vậy là họ đã để là 3 cái máy bay, có nghĩa là họ cái phi đội này đã tiêu diệt được 3 cái máy bay đúng không ạ? 3 cái máy bay này, 3 cái máy bay MiG-17, 2 cái ngày 17 tháng 17 tháng 6 năm 65 và một cái này, sau đó một cái... Như vậy là có luôn cả tên của những người phi công đúng yes. không ạ? Đây là những nơi, đây là ba cái này nó nằm ở trên cái màu ba cái màu đỏ. Thưa anh, trước mặt mình này là bản ghi dấu của phi đội VF-161 thuộc hàng không mẫu hạm Midway. Như
Như vậy là ngoài cái vừa rồi 3 cái thì cái này là 5 cái. Vâng, có nghĩa là tổng cộng là 8 cái đúng không thầy? Thưa anh đúng ạ. Tức là tổng cộng mình có bên kia 3 cái mic 17, mới lại 3 cái mic 17, cái này là 6, 2 cái mic 19 là 5. Tổng cộng tổng cộng là 8. Vâng. Thì những cái người này ông những cái người này họ được còn sống. Ba ông mình biết. Ông Brown, Ange còn sống. Bartholomew còn sống. Thank you.
Ngày hôm nay chúng ta đứng đây với cái tâm tư của một người Việt Nam đã ở Hoa Kỳ ngần ấy năm, thì anh có suy nghĩ gì không thưa anh? Cảm ơn Derek, Phạm và Nửa Vòng Trái Đất. Chào quý vị, chào các bạn. San Diego, một thành phố cực nam của đất Mỹ, một thành phố đã gắn liền với chiến tranh Việt Nam. Năm 1992, khi toàn dương hạm Maddox về hưu, khi toàn dương hạm Maddox về hưu trên cái cảng này, thì lúc đó tôi đã thấy đây là nơi chiến tranh Việt Nam khởi đầu. Vài năm sau, hàng không mẫu hạm Midway cũng ra quân ở trên cảng này. Và tôi biết, đấy, chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt trên đường, trên sân bay, trên đường băng của hàng không mẫu hạm Midway. Chiến tranh đã đi qua và hòa bình đã trở lại. Ý chí ra là giữa người Mỹ với người Việt Nam đến nay cũng đã được 23 năm. Tôi chỉ cầu mong hòa bình sẽ kéo dài mãi mãi trên đất Việt Nam và giữa hai quốc gia Việt Nam với Hoa Kỳ. Chắc có lẽ không ai hiểu cái giá trị của hòa bình bằng những người lính đã kinh qua cuộc chinh chiến. Bên kia, những người bạn chiến đấu của tôi vẫn ngày đêm đi về Việt Nam phụng sự xây dựng một tình nghĩa hữu nghị với Việt Nam, dọn dẹp bom mìn chưa nổ và tẩy trừ chất độc da cam trên người và trên đất. Tôi rất mừng và trong cuộc đời của tôi đã nhìn thấy bao nhiêu thay đổi, và đến giờ này sự thay đổi giữa nền hữu nghị Việt Nam với Hoa Kỳ ngày càng ấm áp, đó là điều làm cho tôi hãnh diện nhiều nhất và sung sướng nhất. Cảm ơn.